365 ngày cùng với các thánh học trường Giê-xu. Ngày thứ 160. Lời Chúa Giê-xu trong Gioan chương 14 câu 1. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Lời Thánh Edith Stein. Lạy Chúa, con không giữ lại gì và không lo lắng. Con xin đặt ngày sống của con trong bàn tay của Chúa. Dù là ngày hôm nay hay ngày mai, và cả ngày hôm qua đã qua đi, trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con. Học với Chúa Giê-xu. Chuyện do mẹ Teresa Calcutta kể lại như sau. Ở Ấn Độ, mỗi ngày chúng tôi nấu ăn cho khoảng 9.000 người. Ngày nọ, một sơ đã băn khoăn lo lắng nói với tôi rằng chúng ta không còn đủ lương thực để cung cấp cho họ nữa. Tôi còn chưa biết trả lời sơ ấy thế nào, thì khoảng 9 giờ có một chiếc xe tải lớn chất đầy bánh mì đến với chúng tôi. Thực ra, chính phủ cung cấp bánh mì và sữa cho các trường học có những học sinh nghèo. Không ai biết lý do vì sao. Hôm đó, các trường học lại đóng cửa nên họ đã đưa hết cho chúng tôi. Tôi nghĩ có lẽ Chúa đã cho đóng các trường học. Ngài không để cho những người ở đây bị đói. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời họ được nhận nhiều những chiếc bánh mì ngon như thế. Thật tuyệt vời sự dịu ngọt của tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện trên làm đổi bật lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu dành cho chúng ta hôm nay. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Xao xuyến, lo lắng và sợ hãi là những điều làm đời người trở nên nặng nề và bất an. Thật vậy, có rất nhiều điều đến từ ngoài làm cho ta lo lắng, xao xuyến. Nhưng cũng không ít lần ta tự tạo nên sự lo lắng và bất an. Dù vậy, tụ chung là vì ta chưa tin tưởng vào Chúa tuyệt đối, chưa chọn Chúa là điểm tựa và là nơi trú ẩn duy nhất, nên ta vẫn hoài loanh quanh, lẩn quẩn với mọi thứ lo, mọi nỗi sợ, và rồi đời ta bị cuộc đời xoay vần không yên. Để xao xuyến không còn bám chặt đời ta và nỗi lo lắng không lấy mất đi sự bình an trong ta, Thánh Edith Stein mời gọi hãy đặt ngày sống vào trong bàn tay của Chúa, hãy phó thác tất cả, và trên hết là linh hồn ta vào bàn tay dịu hiền, thương xót và quyền năng của Chúa. Sự tín thác vào Chúa sẽ làm cho các từ ngữ lo lắng sợ hãi trở nên vô nghĩa, và thay vào đó là thanh thoát, an bình và vui sống. Lạy Chúa, xin giúp con biết tỉnh táo và không vùi đầu vào những lo lắng của kiếp người, của ngày sống với cơm áo gạo tiền, mà trên hết con biết đặt vào tay Chúa mọi sự, đặc biệt là linh hồn của con. Lạy Chúa Giê-xu là Thầy dạy của chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Edith Stein và Thánh Teresa Calcutta, xin cầu cho chúng con. Hồn sống với Chúa Giê-xu. Số 7 trong Thánh Kinh biểu tượng cho sự vô hạn. Mời bạn dành ít nhất 7 khoảnh khắc trong ngày dùng lời cầu nguyện của Thánh Edith Stein để cầu nguyện với Chúa Giê-xu, mục tử tốt lành. Lạy Chúa, con không giữ lại gì và không lo lắng. Con xin đặt ngày sống của con trong bàn tay của Chúa. Dù là ngày hôm nay hay ngày mai, và cả ngày hôm qua đã qua đi, trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con.
gió sớm lâng lâng quyện về, bình minh nhuốm sắc pha lê, thấp thoáng bóng người thôn nữ viếng mồ chẳng ngại sương khuya, dầu quý vội đất cạnh mồ, tia tạng đã ai lần ra khấn niệm đây sâu tuyệt vọng, xác người lạc mất nơi mồ. Sương vui dương bao